Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2016, lễ thánh Aloysius Gonzaga, thứ ba tuần thứ 12 thường niên. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong các ngày ấy, Sennacherib, vua dân Assyria, đã phái các sứ giả đến với vua Ezekiah và dặn rằng: các ngươi hãy nói với Ezekiah vua Juda như thế này: chớ để Thiên Chúa mà vua tin cậy mê hoặc vua nghĩ rằng thành Jerusalem sẽ không bị lọt vào tay vua dân Assyria, vì chưng chính đức vua đã nghe biết những gì các vua Assyria đã làm khắp mọi nơi, đã tàn phá các nơi đó thế nào, có lẽ nào một mình vua sẽ thoát khỏi. Vua Ezekiah đã nhận và đọc thơ do các sứ giả trao cho. Vua lên đền thờ Chúa, trải bức thư đó ra trước mặt Chúa và cầu nguyện cùng Chúa rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các vệ binh thần. Chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa các vua trên mặt đất. Chúa đã dựng nên trời đất. Xin lắng tai nghe, lạy Chúa, xin mở mắt nhìn xem. Chúa hãy nghe các lời vua Sennacherib đã gửi đến để lăng mạ Chúa hằng sống của chúng con. Lạy Chúa, quả thật các vua dân Assyria đã hủy diệt các dân và đất đai chúng, đã vắt các tượng thần của chúng vào lửa, vì các tượng thần đó không phải là Chúa, song là sản phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, nên bị họ hủy diệt. Vậy giờ đây là Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua Sennacherib, để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng chỉ có mình Chúa là Thiên Chúa. Vậy Isaiah con trai Amos sai người đến tâu vua Ezekiah rằng: đây là những điều Chúa là Thiên Chúa Israel phán: ta đã nghe các điều ngươi cầu xin ta về Sennacherib, vua dân Assyria. Đây là lời Thiên Chúa phán về vua ấy: trinh nữ Sion khinh chê và cười ngạo ngươi, thiếu nữ Jerusalem chế giễu sau lưng ngươi. Từ Jerusalem sẽ còn lại một số người, và từ núi Sion sẽ có một số người được cứu thoát. Đó là điều mà lòng nhiệt thành của Chúa các đạo binh sẽ thực hiện. Bởi thế, Chúa phán những điều này về vua dân Assyria: vua sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn được một mũi tên nào vào thành, chẳng dùng thuẫn mà vây hãm thành, chẳng đắp lũy quanh thành. Vua tới lối nào thì sẽ về lối ấy, và sẽ không vào được thành này. Đó là lời sấm của Chúa: ta sẽ che chở và cứu thành này, vì danh ta cùng vì David tôi tới ta. Chính đêm ấy, thiên thần Chúa đến giết 185.000 người trong trại quân Assyria. Sennacherib, vua dân Assyria, trở về và ở lại thành Ninive. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa, Thiên Chúa kiên thu thành của người tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen. Trong thành trì của Thiên Chúa chúng ta, núi thánh của Ngài là ngọn đồi duyên giang, là niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu. Thiên Chúa kiên thủ thành của người tới muôn đời. Núi Sion là cùng kìa phương Bắc, là thành trì của Đức Đại Đế. Thiên Chúa ngự trong thành quách của người, từ chân tỏ người là an toàn chiến lũy. Thiên Chúa kiên thủ thành của người tới muôn đời. Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương của Chúa ngay trong nơi đền thánh của Ngài. Ôi Thiên Chúa, cũng như thanh danh Ngài,
lời khen ngợi ngài sẽ vang cùng cõi đó. Tay hữu ngài đầy đức công minh, Thiên Chúa kiên thu thành của người tới muôn đời. Alleluia, Alleluia. Xin Chúa cho con hiểu đường lối những hướng lên của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vấp ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khiên Chúa. Sứ điệp: điều ta muốn người khác làm cho mình thì ta hãy làm cho họ. Đó là cửa hẹp và đường chật mà ta phải đi vào để gặp được sự sống. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn sống hạnh phúc viên mãn vì Chúa hoàn toàn sống cho Chúa Cha và cho chúng con. Chúa Cha cũng hạnh phúc viên mãn vì hoàn toàn trao ban chính mình cho Chúa và cho chúng con. Chúa cho con hiểu rằng hạnh phúc hiện tại là cuộc sống quên mình và biết sống vì người khác. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng muốn coi mình là trung tâm, ai cũng muốn sống cho mình, ai cũng muốn người khác hy sinh cho mình, mà chẳng bao giờ muốn sống cho người khác và hy sinh cho người khác. Chính vì thế nhân loại chẳng bao giờ gặp được hạnh phúc đích thực và lâu bền. Chúa dạy con phải biết làm cho người khác điều mà con muốn họ làm cho con. Xin Chúa giúp con đi bước trước. Xin Chúa dạy con biết yêu mến và an ủi người khác hơn là mong ước được họ yêu mến và an ủi. Biết giúp đỡ, quan tâm và tế nhị với họ hơn là được họ giúp đỡ, quan tâm. Không mong được người khác tha thứ, cảm thông, thì xin Chúa giúp con biết quảng đại tha thứ và cảm thông trước. Và sau đó Chúa sẽ cho con nhận lại tất cả. Là Chúa, hạnh phúc của con là làm sao cho người khác được hạnh phúc. Con sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc khi chỉ biết chờ đợi người khác hầu hạ, khen tụng con. Nhưng trái lại, hạnh phúc sẽ bắt đầu khi con biết sống cho người khác. Điều này ngược với tính ích kỷ của con. Xin Chúa giúp con biết hy sinh đi vào cửa hẹp, và con đừng chật như chính Chúa đã dạy và làm gương cho con. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Cristoforo Colombo, người đã khám phá ra châu Mỹ vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 15, có lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi cách đặc biệt. Trước mọi hoạt động, ông đều kêu cầu Chúa Ba Ngôi, cũng như ông luôn khởi đầu những gì mình viết bằng dòng chữ: Nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Lần kia khi Colombo trình bày về thuyết trái đất tròn trước một nhóm học giả được gọi là Hội đồng Salamanca, một tổ chức quy tụ những nhà khoa học và các thần học danh tiếng nhất thời bấy giờ, ông đã khởi đầu như sau: Hôm nay tôi được hân hạnh đứng trước mặt các ngài nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, vì Hoàng đế đã truyền lệnh cho tôi để trình lên sự khôn ngoan của quý vị một dự án mà tôi xác tín. Xác tín là Chúa Thánh Thần Ba Ngôi Thiên Chúa đã gợi hứng cho tôi. Cuộc hành trình thứ ba của ông cử hành năm 1948, Colombo đã thề hứa sẽ hiến dâng cho Chúa Ba Ngôi phần đất nào ông khám phá ra đầu tiên. Vì thế hòn đảo ông đặt chân xuống đầu tiên trong cuộc hành trình thám hiểm tân thế giới ấy, cho đến nay vẫn được gọi là Trinidad.
tức là Chúa Ba Ngôi. Trong suốt cuộc đời, người Kitô hữu chúng ta luôn kinh nghiệm sự gần gũi của Ba Ngôi Thiên Chúa. Lúc mở mắt chào đời, chúng ta được lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi. Trong suốt ngày sống, chúng ta thường ghi dấu thánh giá trên mình với lời chúc tụng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cũng như mỗi lần chúng ta dùng bữa hay khi khởi đầu mọi sinh hoạt. Cộng vào đấy, mỗi lần chúng ta vấp ngã và khiêm nhượng đi xưng thú những lỗi lầm trong tòa cáo giải, chúng ta được giao hòa lại với Thiên Chúa và cộng đoàn nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, và cũng nhân danh người các đôi trai gái yêu nhau được nối kết để chung sống đời hôn nhân. Rồi cả các bệnh nhân cũng được ban ơn sức mạnh nhờ danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để khi nhắm mắt xuôi tay, các Kitô hữu chúng ta cũng được tiễn đưa vào cuộc sống đời sau và được chôn cất nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mặt khác, Chúa Ba Ngôi cũng là trung tâm và mục đích mọi hoạt động của những kẻ tin kính người. Bởi thế, chúng ta thường kết thúc nhiều kinh và những sinh hoạt bằng câu sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Bài trích sách Lẽ Sống.